Vị vua hóa hổ duy nhất sử Việt, tương truyền vua Lý Thần Tông năm 21 tuổi bị mắc một căn bệnh lạ, lông lá mọc khắp người, suốt ngày gầm thét như hổ. Triều đình đã phải làm một cái củi vàng để nhốt vua lại và truyền vô số danh y đến chữa bệnh cho vua, nhưng vẫn không khỏi. Lúc ấy có một đứa bé hát rằng: "Bổng bồng bông, tập tầm vong, ở làng Điềm Xá có Nguyễn Minh Không, chữa được bệnh cho Đức Thần Tông." Triều đình liền truyền nhà sư Nguyễn Minh Không vào để chữa bệnh cho vua. Khi sư đến triều, thấy nhiều pháp sư đang làm phép trị bệnh, nhưng họ thấy nhà sư lại tỏ vẻ kinh thường. Nhà sư đã lấy ra một chiếc đinh dài, đóng vào cột và nói: "Ai nhổ được cái đinh này ra thì hãy nói chuyện chữa bệnh." Nhưng chẳng ai dám trả lời. Khi được vào gặp vua, sư Minh Không đã lớn tiếng hỏi: "Kẻ đại trượng phu được tôn lên làm thiên tử, cớ sao lại cuồng loạn như vậy?" Bỗng nhà vua không kêu nữa, thì sư đã dùng kim châm cứu, dùng các loại thảo dược nấu sôi hàng trăm lần thành nước tắm cho vua, nhờ đó mà nhà vua từ từ khỏi bệnh. Vua cảm phục tài năng của sư Minh Không và cũng để tạ ơn cứu mạng, vua Lý Thần Tông đã cho sư đổi họ Nguyễn sang họ Lý và phong làm quốc sư.